Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, amen, hallelujah. Cảm ơn Chúa, chúng ta vỗ tay cao Chúa ha. Chúc chúng ta bất cứ điều gì mà liên hệ đến đời sống thuộc linh của mình, đầu tư vào đó. Bất cứ gì về thuộc linh của chúng ta đầu tư vào, chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta sẽ không bao giờ hối hận. Bất cứ đi đâu làm gì mà chúng ta tập trung vào đời sống thuộc linh chúng ta thấy những cái phước lớn lao được Chúa dành cho đời sống mình. Rất nhiều thông báo của chúng ta là về cái Empower 21 vào năm nay tại Indonesia chúng ta sẽ có mặt vào ngày chiều 3 tây và chấm dứt 3 tây tháng 7 và chấm dứt 6 tây tháng 7. Tuy nhiên là chúng ta cần đi đến đó trước một ngày, có thể có ngày 2 tây tháng 7 chúng ta có mặt. Thì cái giá thành cho chuyến đi đó là 208 đô Úc và bao gồm đưa đón đi đường ăn ở 403, xin lỗi, tôi đứng đô Mỹ, tôi đứng đô Nam hết đó 403 luôn, ok, dạ, cảm ơn Thành. Và những anh chị em nào những anh chị em nào mà là những người đi học ai xong đó thì chúng ta nhớ ngày 12 tây tháng 2 này, tất nhiên là thứ hai và thứ hai sau đó thì xin có mặt tại nhà cô tôi và chúng ta sẽ học chung. Và tối thứ ba 10 giờ tối giờ Úc nha, giờ Việt Bắc thì chúng ta sẽ có học trên online tại nhà ở trên Zoom. Cho nên là đó thông báo chúng ta thứ hai là cái ôn bài. Thứ hai. Cái tiếp theo chúng ta sẽ kể hơn mấy cái lớp khác. Chúng ta sẽ trước. Đó là điều nhắc chúng ta ghi điều này vô. Và những ai chúng ta mà đã ghi danh rồi thì tin là chúng ta đã kịp hết xong. Amen. Chúng ta sẽ chờ bài gửi đến. Và tôi sẽ gửi bài cho chúng ta. Đây chúng ta chuẩn bị, chúng ta xem bài. Nào, buổi sáng nay tôi sẽ tiếp tục trong loạt bài về Khải Tượng, bởi vì tôi muốn trong năm nay mỗi người chúng ta đều có một cái tầm nhìn về cho tương lai của mình. Và trong những loạt bài này tôi muốn chúng ta nhìn thấy được những gì mà Chúa chỉ cho chúng ta. Và khi chúng ta có Khải Tượng cuộc đời chúng ta rồi, chúng ta sẽ trở nên được khác. Cho nên ai chúng ta có đợi chương trình, chúng ta có thể gỡ chương trình ra. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta đọc câu thánh tại đây. Chúng ta cùng đọc: tôi quyết tâm đứng nơi tháp canh, giữ vững vị trí tại đồn gác, chờ xem Ngài bảo tôi điều gì. Chúa bảo tôi, con hãy viết xuống Khải Tượng, ghi khắc rõ ràng trên bảng đá, để người nào chạy ngang qua cũng đọc được. Vì còn phải chờ đúng thời điểm Khải Tượng mới ứng nghiệm. Nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Đọc lại nữa: tôi quyết tâm đứng nơi tháp canh, giữ vững vị trí tại đồn gác, chờ xem Ngài bảo tôi điều gì. Chúa bảo tôi, con hãy viết xuống Khải Tượng, ghi khắc rõ ràng trên bảng đá, để người nào chạy ngang qua cũng đọc được. Vì còn phải chờ đúng thời điểm Khải Tượng mới ứng nghiệm. Nó hối hả chạy đến giai đoạn cuối, nó sẽ thành hiện thực. Chúng ta cũng cầu nguyện. Thưa Cha, chúng con đến với Ngài này trong danh con yêu dấu của Ngài là Chúa Jesus Christ. Và qua dòng huyết của Chúa Giêsu, chúng con công bố trong giờ này Thánh Linh Ngài đổ thần của Ngài trên chúng con và Ngài phán với chúng con bằng lời của Ngài. Xin sức giàu cho lỗ tai chúng con, trong tấm lòng của chúng con và tâm cho tâm trí của chúng con được thấu hiểu, lòng con được thấu hiểu những gì Chúa muốn bày tỏ chúng con trong đầu năm 2024 này. Cầu nguyện xin Chúa sức giàu cho cá nhân con để Ngài dùng con để đem đến lời gây dựng, khích lệ và đồng thời thúc đẩy cũng như là thách thức cho sự Chúa để đạt đến những cái gì mà Chúa dành sẵn cho mình. Con cảm ơn Chúa và Chúa được nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Jesus Christ. Amen. Và cho chúng ta cầu. Là cha mẹ, tôi tin rằng nhiệm vụ của chúng ta luôn luôn là thúc đẩy con cái mình học. luôn luôn muốn con mình thành công trong tương lai, luôn luôn muốn con mình tránh xa những cái bạn bè xấu, luôn luôn muốn cho con mình nó tập chú và không nó bị phân tâm bởi nhiều thứ. Đó là nhiệm vụ của cha mẹ. Nhiệm vụ của mục sư cũng tương tự giống vậy. Nhiệm vụ của những người ai là những mục sư và những người nào mà yêu những con chiên của Chúa sẽ luôn luôn tạo mọi điều kiện, dạy dỗ, hướng dẫn và thách thức dân sự Chúa, tránh xa những cám dỗ, tránh xa những thú vui của thế gian, tránh xa những người gì mà cản trở người đó đi tới phía trước và nhận đến những cái ơn phước của dành cho mình. Quý vị là những người cha mẹ, quý vị sẽ làm thầy cho con cái, và nhiệm vụ của mục sư là những người cha mẹ thuộc linh thì sẽ làm cái điều này cho con dân của Chúa, bởi vì đó là trách nhiệm của cha mẹ cũng như trách nhiệm của những người hầu của Chúa. Và một trong những trách nhiệm mà tôi thấy và tôi đã sơ sót trước đây đó là trao cho quý vị khải tượng. Khải tượng đóng một vai trò rất là quan trọng, mà càng suy ngẫm về khải tượng tôi càng thấy được cái tầm quan trọng của khải tượng, thật nó quá cái sự suy nghĩ của tôi. Tôi muốn cho chúng ta thấy một cái số tầm quan trọng của khải tượng và cách chúng ta hoàn thành khải tượng trong ngày hôm nay. Người không có gì cả và cuối cùng có hơn những gì mình tưởng tượng, đó là Abraham. Ông không có gì hết, ông rời khỏi quê hương, ông chẳng có bà con, chẳng có gì cả. Nhưng mà khi ông rời khỏi quê hương của mình rồi, thì Chúa ban phước cho ông được giàu có, được thịnh vượng và không có ai hà hiếp ông được. Và ngay cả những lúc mà ông lầm lỡ thì chẳng nữa Chúa cũng cứu ông được. Và từ một người mà không con trở thành tổ phụ của một dân Do Thái, và ngày hôm nay bất cứ ai tin nhận Chúa Giêsu đều là dòng dõi của Abraham cả. Một người yếu đuối, nhút nhát trở thành một dũng sĩ. Nếu chúng ta là người nhút nhát mà chúng ta có khả tự được trong Chúa sẽ dùng chúng ta làm những công việc lớn. Giống như Gideon, ông đi cần 300 người thôi, ông có thể tiêu diệt một dân Madian hàng ngàn xa số. Một người bình dân trở thành còn trẻ tuổi niên thiếu trở thành vị vua vĩ đại, đó là vua David. Khi Chúa cho ông khải tượng để trở thành vua của dân Israel và ông có khải tượng này, thì một cậu bé chăn chiên, cậu bé trong gia đình tầm thường trở thành nhà vua, và dòng dõi con cái trong sau này cũng trở thành nhà vua. Khi một người mà kém học thức, thiếu học thức, không học nhiều, nhưng mà có khải tượng từ nơi Chúa trở thành sứ đồ vĩ đại, đó là các sứ đồ của Chúa Giêsu, để rơi dần cơ dần, vân vân. Có người không có gì nhưng mà khi có khải tượng thì họ trở nên là những người nổi tiếng, những người vĩ đại. Ông già 85 tuổi, đâu biết ai 85 đó em. Ông già 85 tuổi, người 85 tuổi khi có khải tượng xin Chúa cho con chiếm ngọn núi, và Chúa cho ông chiếm ngọn núi là Caleb. Một người mà giết người phải trốn tránh là ai đó? Môi-se trở thành một lãnh tụ vĩ đại. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng người mà có khải tượng chết đi 3 ngày sống lại, đó là ai? Chúa Giêsu. Nhà nước Đức Cha trao cho ngài khải tượng xuống thế gian này đi, chết cho nhân loại, và Chúa Giêsu sống lại. Bị chìm tàu, bị ném đá, bị bắt bớ đánh đập, bị bỏ vào tù nhưng mà không có gì cản trở được cho sứ đồ Phaolô. Một người bị bắt qua xứ người làm phu tù và trải qua nhiều thời đại khác nhau, bị hà hiếp vân vân, nhưng mà trở thành một vị đại tướng của các triều đại khác nhau. Đó là gì? Hamster không hiểu rồi. Tôi muốn nói với chúng ta, khi chúng ta có một người có khải tượng thì không có gì cản trở chúng ta được. Khi chúng ta có khải tượng từ nơi Chúa, những gì mà Chúa hứa với chúng ta điều chắc chắn sẽ xảy ra. Khi chúng ta có khải tượng, chúng ta hiện tại chúng ta không có gì, không nhà, không xe, không gia đình, chúng ta đủ thứ lộn xộn, nhưng mà chúng ta có khải tượng từ nơi Chúa thì tất cả những lộn xộn chúng ta Chúa biến thành những điều tốt đẹp cho chúng ta. Cho nên bắt đầu hôm nay có người kế bên hãy có khải tượng cho năm nay, hãy có khải tượng năm nay. Đến cách gì sao đi, hãy đến cái gì sao của mình đi. Kinh Thánh cho chúng ta biết là trong Ngôn đoạn 28 câu 19 thế này: ở đâu không có khải tượng, dân chúng phóng túng. Phóng túng có nghĩa là sống buông thả, sống không có mục đích, sống không có gì. Ai muốn mình làm này thì mình làm đó, ai kêu mình làm kia mình làm đó. Chẳng có bao giờ mục tiêu để đạt tới trong tương lai. Người có không khải tượng thì họ sẽ để cho những cái thú vui trong đời sống mình, những cái gì mà gồm có những cái cuộc vui trong đời này làm cho họ vui, bởi vì họ không có mục đích sống. Người không có khải tượng dẫn đến của cuộc đời của họ là họ dễ dàng bị người khác nói điều gì họ dễ dàng nghe, và họ không có chủ đích trong đời sống mình. Người không khải tượng sẽ không chọn lựa được những cái điều gì tốt đẹp trong đời sống mình, bởi vì không khải tượng, bởi vì họ không có mục đích, cho nên họ chọn vợ, chọn chồng, chọn sai hết. Người không khải tượng không biết cuộc đời của mình đi về đâu, không biết chọn học môn nào, không biết tương lai của mình về đâu, cho nên học hết cái này tới cái kia cuối cùng không ra trường, và không thậm chí không ra trường, và không có cái nghề nào rõ ràng, vì không khải tượng. Khi một người có khải tượng rồi thì khi chúng ta làm cái điều gì đó, chúng ta làm không phải chỉ là trong có, nhưng mà chúng ta đạt được cái gì mà Chúa dành sẵn cho chúng ta. Nếu Chúa gọi quý vị làm doanh nhân, và Chúa sức dầu quý vị làm doanh nhân, quý vị buôn bán, quý vị nhà hàng, bất cứ điều gì quý gọi, Chúa gọi quý vị biết cái này Chúa muốn mình làm, thì tôi bảo đảm bây giờ cái công việc của quý vị làm nó không còn là bình thường nữa, nó là phép lạ, nó là sự siêu nhiên. Khi mà Chúa có khải tượng cho cuộc đời quý vị, Chúa gọi quý vị mà quý vị đi ra giảng nơi nào, quý vị không cần biết là cái bốt mình có bao nhiêu tiền, làm sao ai trả với vai mình, nhưng quý vị cứ đi là cái vai cứ tẩn tiền cái vai cứ tẩn, quý vị phải nắm lấy điều này. Cho nên nhiều người chúng ta đợi khi mà chúng ta có tiền chúng ta muốn làm, khi có người giúp đỡ tôi mới làm, khi có ai đó chúng ta, nếu mà chúng ta cứ nhờ hết người này nhờ kia, quý vị sẽ không bao giờ nhờ được. Quý vị chỉ nhờ một lần, hai lần, ba lần rồi thôi không ta không được nữa. Nhưng mà khi chúng ta có khải tượng của Chúa rồi đó, chúng ta không cần phải nhờ người khác nữa, chúng ta cầu nguyện Chúa kêu con làm cái này, Chúa xin trung cấp thì Ngài trung cấp. Amen không ạ? Và đấy là điều rất là rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Lý do không có khi lý do mà chúng ta khi không có khải tượng thì chuyện gì xảy ra? Khi không có khải tượng thì chúng ta sống đời sống phân tâm và do dự. Chúng ta không biết mục đích của mình, không biết hôm nay làm ngày mai làm cái kia, có con đường ngã ba rồi không biết cái đầu chọn. Thấy đồng tiền lên, nếu mà hình đó thì là bên tay trái, mà chữ là tay phải, thì nó rớt xuống chỗ nào thì chọn như được đó. Bởi chúng ta không có mục đích. Nhưng mà khi chúng ta có khải tượng thì có điều gì? Chúng ta sẽ không sống phóng túng, không sống buông thả. Nhưng mà chúng ta có một mục tiêu để chúng ta đạt được. Kinh Thánh cho chúng ta biết ở đâu không có khải tượng dân chúng sống phóng túng, nhưng phước cho người nào tuân thủ luật pháp. Có nghĩa là chúng ta có khải tượng, nhưng mà khải tượng nên nằm trong luật lệ của Chúa. Và nếu khải tượng đó mà ai đưa chúng ta khải tượng làm ra tiền, chúng ta có khải tượng có nhiều tiền, nhưng mà cái khải tượng đó là kêu chúng ta đi buôn lậu bán bạc phí là như xong đời đó. Cho nên khải tượng nó nằm trong cái đường lối, cái ý muốn của Chúa, trong luật lệ của Chúa. Rồi kế tiếp, không có khải tượng chúng ta sống lãng phí, chúng ta không tận dụng tối đa những gì mà đã có, và chúng ta không biết quản lý cuộc đời của mình, không biết quản lý gia đình của mình, không biết quản lý tốt những gì mình có, và không biết sử dụng những gì Chúa ban cho chúng ta để đem ích lợi cho mình và cho người khác. Khi Chúa muốn chúng ta có khả năng thì những gì từ đó chúng ta, Chúa muốn đem phước cho người khác. Khi Chúa gọi cái gì là doanh nhân thì Chúa sẽ dùng tiền cái gì để phước cho người khác. Khi Chúa gọi cái gì là cái người có tiếng giọng hát hay, giọng hát tốt, Chúa muốn dùng giọng hát cái gì để mà người bước vào trong thờ phượng, trong ban thờ phượng cái gì hát như dưới cảm thấy bình an, cảm thấy nhẹ nhàng, cái hiện diện của Chúa, như lo lắng, như sợ hãi của họ đang đứng. Bất cứ điều gì quý vị có khả năng của Chúa cho mình thì cái điều đó sẽ là cái phước cho người khác. Ngày hôm nay hãy cầu xin Chúa, con muốn khải tượng trong năm 2024 này cho cuộc đời của con. Không có khải tượng chúng ta sẽ dẫn đến một đời sống mà sống không thực sự sống giống như là mượn tạm cái thú vui này để đảm bảo cho đời sống mình. Quý vị biết không, khi chúng ta không có khải tượng chúng ta mượn cái gì? Mượn phim để cảm thấy cô thấy vui, mượn bữa ăn, nhiều người ngày nay mượn ăn nhậu vui chơi để cảm thấy bình an, quên đi những cái lo lắng, quên đi cái thiếu thốn, quên đi những cái bất an của mình. Mượn. Nhưng mà người có khải tượng chúng ta biết một điều của chúng ta chạy đó, chúng ta không mượn, bởi vì cái sức sống của chúng ta, cái sự sống chúng ta từ nơi Chúa, chúng ta không mượn ai hết, bởi vì Chúa là cái nguồn năng lực và sức lực của chúng ta. Khi không có khải tượng, chúng ta sẽ lãng phí thời gian và bỏ lỡ cơ hội. Cái người có khải tượng thì nhìn vào trong những cái điều gì Chúa chỉ cho họ, đây là cơ hội, họ nắm bắt những cơ hội này. Còn người mà không khải tượng thì cái này không làm được đâu. Chúng ta thấy giữa Saulo và David khác nhau là cái gì? Cùng một tên khổng lồ ở phía trước, nhưng mà Saulo thấy sợ và núp, nhưng mà David thấy đây là cơ hội. Và ông giết tôi đã và ông được nổi tiếng, trong khi Saulo núp sợ hãi. Cho nên cái người có khả lượng họ không nhìn nan đề là khó khăn, nhưng mà nhìn cái nan đề đó là cái phước hạnh, là những cái phần thưởng mà Chúa dành cho mình. Họ nhìn cái những cái đó, họ nhìn cái thách thức mà Chúa giúp cho họ vượt qua. Ai mà ham học, thích học thì thi rất là thích, mỗi lần thi rất là thích, bởi vì họ biết là lúc nào cái thách thức họ đến và họ lên cao. Còn những người là biến học thì mỗi lần thi là sợ. Tại sao mình ham vui mà không có khả tượng để học, cho nên là mỗi lần mà kêu thầy lên cho thi rồi cho là mặt bài sinh nhật đó nè. Cho nên tôi biết là cái điều này là chung ai, nhưng mà tôi có tình là những người sợ thi. Nhưng mà hôm nay thi là một điều tốt. Amen. Để thi để kiểm tra đời sống của chúng ta, những gì chúng ta học được. Không có khải tượng thì sẽ có sự chia rẽ. Gia đình chúng ta không có khải tượng, vợ chồng sẽ xung đột với nhau. Khi mà không đồng ý với nhau thì mua xe, không đồng ý về đặt ngôi nhà, hai bên sẽ xung đột với nhau. Khi không có khải tượng chung với nhau về công việc làm ăn như thế nào thì chúng ta sẽ thấy là mở shop, mở tiệm là lúc nào cãi nhau, đây là không có khải tượng. Đừng nói tôi không biết, tôi đã từng là có mở shop, mở farm, tôi là hiểu được chuyện này. Cho nên không khái tượng luôn luôn có sự xúc động. Cho nên quay qua người bên không có khái tượng sẽ có xung đột. Không cùng khái tượng không được. Trên thực tế việc thiếu khái tượng, không có khái tượng khiến chúng ta bị tổn thương. Cho nên khi mà chúng ta có khái tượng, chúng ta sẵn sàng trả giá. Còn người không khải tượng, cái chuyện gì xảy đến với đời sống của mình đó, mình dễ dàng bị tổn thương. Nhưng mình khi không khải tượng rồi, chúng ta sẽ không cho phép bị tổn thương, bởi vì chúng ta mục tiêu để chúng ta đạt được, chúng ta theo đuổi mục tiêu này. Và cầu xin Chúa giúp cho chúng ta hôm nay có khải tượng, và cả hội thánh chúng ta cùng có khải tượng, tất cả gia đình chúng ta cùng có khải tượng, quay lên đổ dài của mình, hãy cùng nhau có khải tượng. Amen. Trung Đôn đoạn 28 câu 2 cái này: một nước loạn lạc vì có nhiều người lãnh đạo. Một nước loạn lạc bởi vì có nhiều người lãnh đạo. Tại sao trong nhà đó mà ba muốn cầm quyền, mẹ muốn cầm quyền, con muốn cầm quyền, ai muốn cái gì là người khác phải nghe, là tôi sẽ nghe. Trong nhà là chén bay, đĩa bay, rồi đồ bay, rồi đồ đựng, rồi tiếng nói sẽ ồn ào đầy nhà. Tại sao không thích? Cho nên khi mà chúng ta có khải tượng, cùng có khải tượng với nhau, có khải tượng và cùng có khải tượng với nhau, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ loại bỏ mọi sự chia rẽ, mọi cái buồn giận, mọi sự tổn thương cho đời sống của mình. 5 bước để khiến khải tượng thành hiện thực. 5 bước để hoàn thành khải tượng. Chỗ như vậy của mình có 5 bước để hoàn thành khải tượng. Có 5 bước. 5 bước nha. Ok, nhớ nha. Đem bài này về trở về chúng ta sẽ hết rồi. Thứ nhất, cầu nguyện. Rồi đổ với bài thứ nhất là cầu nguyện. Nghe Thao Đức nói này: tôi đứng trước tôi đứng chầu nơi thâm canh, giữ vững vị trí trên đồn gác, chờ xem Ngài bảo tôi điều gì và tôi phải giải quyết thế nào về lời kêu vang của tôi. Habakkuk đứng vào trong từ thâm canh là cái chỗ cầu nguyện. Ông giữ cho đó, ông không rời. Ông chờ cho đến khi mà Chúa biểu ông phải làm cái gì, Chúa chỉ cho ông khải tượng ra là gì. Cho nên khải tượng không phải là tự nó có những khi Chúa đến Chúa tự động Chúa cho chúng ta, nhưng mà có những khi chúng ta hầu hết chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Chúa ơi, Ngài có mục đích gì cho con? Ngài có mục đích gì cho đứa con trai con? Ngài có mục đích cho đứa con gái con? Khi chúng ta có khải tượng của Chúa rồi, chúng ta cầu nguyện cái khải tượng đó, thì dù cho cái nan đề khó khăn, con cái chúng ta, chồng chúng ta, có chuyện gì Chúa đều đem nó vô trong cái khuôn khổ. Và đấy là điều rất là quan trọng, bởi vì không có Khải Tượng dân chúng sống phóng túng. Khi không có Khải Tượng, nó không Khải Tượng, họ tánh sẽ lộn xộn. Khi quý vị không Khải Tượng, gia đình quý vị lộn xộn. Quý vị không có Khải Tượng, quý vị không làm được gì trong cuộc đời mình. Quý vị có Khải Tượng cho con của mình, cho chồng của mình, cho vợ của mình. Chúng ta có Khải Tượng, cầu nguyện Chúa cho Khải Tượng, thì Chúa chỉ dẫn quý vị. Amen. Cầu nguyện có nghĩa là chúng ta trông đợi lên Chúa, chờ Chúa trả lời chúng ta. Hãy xin sẽ được. Cầu nguyện thì sẽ thấy Khải Tượng. Sẽ có như là sẽ có, không nghĩa là có liền. Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa, cửa sẽ mở cho. Có nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện, hãy chờ cho đến khi Chúa trả lời. Xin Chúa cho tiết lộ cho chúng ta biết ước mơ tiềm ẩn bên trong lòng của mình là gì, những gì Chúa muốn chúng ta làm. Rồi chúng ta suy ngẫm để nghe tiếng Chúa và nhìn mọi sự chung quanh chúng ta bằng cặp mắt đức tin. Hồi nãy tôi nói với chúng ta, ông Abraham lúc đó Chúa nói rằng ta là cái thuẫn che chở con, bảo vệ cho con, rồi ta sẽ là phần thưởng cho con rất lớn. Nói, Chúa ơi, không có con gì cả. Đang ông nhìn bằng cặp mắt gì? Xác thực. Ông thấy. Đừng có xin thưa chúng ta rằng chúng ta muốn mà được phước của Chúa thì là có Khải Tượng mới được. Không có Khải Tượng thì không thấy phước của Chúa. Quý vị xin cái điều gì cũng phải có Khải Tượng là Chúa nhận lời cái cầu nguyện của mình. Còn mà xin cho có, mà xin trong lòng mà không biết mình xin cái gì nữa thì không được. Cho nên Abraham xin Chúa, mà khi Chúa cho ông Khải Tượng rồi ông biết chắc điều đó và Chúa cho cái điều đó. Cho nên cái điều quan trọng cái đời sống chúng ta không phải chỉ cầu nguyện không, mà cầu nguyện trong Khải Tượng, cầu nguyện với Khải Tượng mà Chúa ban cho mình. Và khi Chúa cho chúng ta Khải Tượng này, thì một điều xảy ra là cảm ơn Chúa dọn đường chúng ta. Khi Chúa gọi tôi trong một vụ tiên tri để hỏi về Chúa, và Chúa nói với tôi trong lời tiên tri đặc biệt nữa là cuối năm vừa rồi là tôi đi đâu thì sẽ có người trả tiền vé cho máy bay tôi đi. Tôi cảm ơn Chúa, tôi ăn hết và tôi nhắn lời chúng ta cùng với tôi tin vào cái điều này xảy ra. Và cảm Chúa, khi tôi mới vừa mua vé bay đi Mỹ vừa xong, mới vừa trả tiền xong, thì con người đó này, một sư phong, có người trả tiền máy bay sư lệnh. Rồi mới được thanh thản của nó dư tiền trả tiền mà có người trả cái vé máy bay gì. Tôi muốn nói chúng ta biết là tôi không nói này để khoe khoang, nhưng mà giải thích cho chúng ta biết là khi chúng ta có Khải Tượng của Chúa thì sự chú tâm đó cho chúng ta. Nhiều người chúng ta xin Chúa hoài, Chúa không cho là tại sao gì? Chúng ta xin nhưng ta không có Khải Tượng. Cho đến khi cuộc đời chúng ta có Khải Tượng thì trong khi chúng ta không xin Chúa vẫn cho. Bởi vì chúng ta làm cái điều Chúa muốn chúng ta làm, và bởi vì Chúa muốn chúng ta làm cái điều Chúa muốn chúng ta làm, cho nên ngày chúng ta chúng ta ngày sẵn sàng tất cả những điều chúng ta cần, những điều chúng ta làm. Và các Chúa với bay còn xe nữa chứ. Và tôi muốn mua với bay cho nhà tôi đi không vậy? Cho nên tôi xin thưa là ngày hôm nay ai đang lo lắng, ai sợ hãi thúc thúc gì, hãy có Khải Tượng nổi lên, hãy có Khải Tượng, nó mạnh lên, đừng sống ấy nữa, hãy có Khải Tượng. Rồi, Kinh Thánh cho chúng ta biết là trong Giê-ri-ơ 29 câu 11 câu 13 Chúa rằng ta có chương trình dành cho con, chương trình bình an, thịnh vượng, không phải tai họa, chương trình cho các con một tương lai đầy hy vọng. Nhưng mà Chúa không ngừng người ta đâu. Chúa nói là muốn có chương trình này đó ha, chương trình bình an, thịnh vượng, không tai họa mà đầy hy vọng này đó, con hãy kêu cầu ta, hãy cầu cảm ta, các con tìm kiếm ta, các con sẽ gặp được khi các con tìm kiếm ta hết lòng. Muốn có Khải Tượng, hãy hết lòng tìm kiếm Chúa. Rồi. Thứ hai, viết Khải Tượng xuống, gây vào đôi bên, viết Khải Tượng xuống. Ok. Thời gian sẽ làm chúng ta mờ đi ký ức. Ok. Thời gian sẽ làm chúng ta quên, đừng bao giờ nghĩ lại cái não chúng ta sẽ nhớ. Và Satan sẽ dùng mọi cách để ngăn Khải Tượng của chúng ta trở thành hiện thực. Do đó chúng ta hãy viết nó xuống. Những gì chúng ta thấy trước mắt của chúng ta sẽ giúp chúng ta đi tới và tiếp tục đi tới phía trước. Chúng ta thấy điều gì? Jesus. Bắt đầu hôm nay Jesus, tôi nhìn thấy công ty của tôi, tiệm nail của tôi cái gì? Jesus. Tôi nhìn thấy chồng tôi thế nào, con tôi thế nào? Jesus. Cầu nguyện với Chúa, quý vị. Tôi nhìn thấy công việc làm ăn của tôi như thế nào, tôi nhìn thấy tương lai của tôi nhìn thấy ban thờ vượng tôi làm Jesus, tôi nhìn thấy cái tổ tế bào tôi làm Jesus. Chúa cho con Khải Tượng Jesus. Kinh Thánh chỉ cho chúng ta từng bước một để chúng ta làm sao hoàn thành được Khải Tượng Jesus. Một phút bằng hai của hai Đức Sê-ba trả lời và bảo tôi, ông cầu nguyện của Chúa nhờ Chúa trả lời. Hãy chép Khải Tượng và ghi nó rõ ràng trên tấm bảng để người đang chạy có thể làm được. Ghi xuống. Trên tờ chương trình chúng ta có cái Khải Tượng cầu thánh của chúng ta. Qua tuần này có bao nhiêu cái chuyện rồi tương bổ qua rồi và thương thương cái Khải Tượng của chúng ta. Đây lớn mạnh, thịnh vượng và ảnh hưởng. Khải Tượng cho chúng ta. Chúng ta có Khải Tượng cho nhà thờ, và chúng ta sẽ dâng hiến vào trong nhà thờ. Chúng ta có Khải Tượng về giúp đỡ người nghèo ở tại Việt Nam, chúng ta dâng vào đó và Chúa sẽ chu cấp tiếp tục ban phước cho chúng ta để cho cái kiếm của chúng ta làm công việc này càng ngày càng lớn hơn. Cái tiếp là thứ nhất là cũng có Khải Tượng làm gì? Cầu nguyện. Thứ hai là gì? Đi xuống. Thứ ba là hành động đức tin theo Khải Tượng. Hành động và đức tin. Kinh Thánh cho chúng ta biết để người chạy có thể đọc được, tất nhiên là viết xuống và thánh chỉ đó là đức tin của chúng ta hành động những gì Chúa chỉ cho chúng ta. Ngay khi chúng ta bắt đầu hành động những gì mà Chúa chỉ cho chúng ta và cho chúng ta thấy đó là ngay lúc đó Chúa hợp tác chúng ta, Ngài làm việc chúng ta. Đừng bao giờ ngồi tại chỗ mà chờ cái Khải Tượng nó thành, nhưng mà chúng ta hãy đồng công với Chúa, cộng tác với Chúa trong Khải Tượng. Kinh Thánh cho chúng ta biết cái câu chuyện ở trong Sáng Ký đoạn 12 câu 1-4. Chúa bảo Abraham rời khỏi quê hương nhà cha ngươi, giữ dòng dân tộc ngươi, đi đến xứ mà ta chỉ cho. Ta sẽ ban phước cho ngươi, ta sẽ làm cho ngươi nổi danh, ngươi sẽ trở thành nguồn phước. Ai rủa xả ngươi thì sẽ bị rủa xả lại, ai chúc phước cho ngươi ta sẽ chúc phước cho nó, và ngươi các dân tộc thế giới trên giờ ngươi được phước. Kinh Thánh nói gì? Abraham đi. Abraham đi. Không biết đi đâu, đi từng bước. Đi đâu cũng kêu dừng đâu gì. Nhưng mà bắt đầu những bước đức tin trước. Một đoạn Kinh Thánh nữa mà cho chúng ta biết là ở trong Sáng Ký đoạn 13 đó. Sau khi mà Lót rời khỏi quê hương của mình thì Chúa ban phước cho ông trở nên rất là giàu có. Và ông giàu có mức độ mà ông và cháu ông đang lót chăn theo hai bên, đầy tớ của hai bên xung đột với nhau bởi vì không có chỗ để mà cho bầy súc vật của họ ăn, cho nên xung đột với nhau. Và khi như vậy Abraham bây giờ thôi bác cháu là không thể nào mà chia rẽ được, không thể nào mà có lộn xộn được, thôi cháu chọn bên trái thì bác chọn bên phải, cháu chọn bên phải thì bác chọn bên trái, thì Lót chọn cái lòng rất là xanh tươi, rất là màu mỡ và cái thành nó đẹp giống như vườn để đẹp, và kế bên đó là thành son. Tuyệt vời quá. Khải Tượng của Lót, nhưng mà Khải Tượng là bên định chứ. Cánh đồng rất đẹp, màu mỡ xanh tươi, kế bên con thành mình nuôi súc vật lên, bán của mình chắc chắn thôi. Chúng ta biết cuối cùng của ông Lót là gì không? Cuối cùng ông Lót là rơi vào thành Sodom và Gomorrah, là nơi thành tội lỗi và Chúa giáng lửa dinh sinh từ trời thiêu đốt cái thành này. Và ngày hôm nay dấu tích nó vẫn còn ở tại Do Thái và bị chết. Khải Tượng không nên từ với Chúa gì đó. Rồi Abraham, sau khi Abraham để cho cháu mình chọn phần tốt hơn rồi đó, thì Chúa nói là đây, mắt con nhìn tới đâu, đồng đây là mắt con nhìn tới đâu, cái gì mà con nhìn thấy ta sẽ ban cho con một cơn giận. Chúng tôi đã tới đó là phải tới cái chỗ đó, ngay chỗ mà Chúa chỉ cho Abraham. Chúng tôi lên cái chỗ cao của mình. Đồng chí đi vừa rồi cho thấy Và điều gì xảy ra? Khi Chúa kêu Abraham, con nhìn thấy rồi, thì kế tiếp Chúa nói như vậy: Tình anh ơi, hãy đi khắp chiều ngang, chiều dài và chiều ngang của vùng đất, ta sẽ ban đất này cho con. Kế tiếp thì Chúa chỉ cho thấy rồi, đi hãy làm cái đó. Khi Chúa gọi chúng ta, khi Chúa kêu chúng ta là cái người mà được Chúa gọi trong thờ phượng. Nếu chúng ta cầu thờ phượng, bắt đầu ở nhà luyện hát mình, tập hát, làm sao cho giọng mình tốt, làm hát cho chúng, cho chuẩn. Nếu Chúa gọi chúng ta là chơi đánh đàn guitar của nhà thờ, đánh đàn keyboard của nhà thờ, bắt đầu ở nhà tập đánh đàn. Trước khi chúng ta lên trên này, chúng ta tập trung. Nếu gọi chúng ta đánh trống, bắt đầu học đánh trống. Chúng ta không thể nào nói Chúa ơi, Ngài chúc phúc cho con, từ đầu con đánh trống nó được, từ đầu con đánh đàn nó được không? Cái phần của chúng ta hay làm phần của chúng ta, Chúa sẽ sức giàu và Ngài gia tăng cho khả năng chúng ta đánh đàn và hát nhanh hơn những gì chúng ta được. Chúa cộng tác của chúng ta. Nếu chúng ta được Chúa gọi trong cái tổ tế bào, Chúa thái tượng của Chúa cho con tổ tế bào của chúng ta, chúng ta sẽ không nhìn thấy 2, 3, 10, 30 người đâu, mà chúng ta nhìn cái thái tượng là thấy tổ mình sẽ đâu, mà mình có nhiều tổ khác. Hãy bắt đầu nhìn hội thánh mình, đứng đây tôi nhìn hội thánh của Chúa, bắt đầu thấy ở trên này đầy thấy con người, và chúng ta sẽ đẩy cái này, chúng ta bắt đầu có một cái lần, bắt đầu tôi nhìn thấy điều này. Và có nghĩa là trong những ngày kế tiếp chúng ta sẽ thấy nơi này sẽ đầy người hơn. Tại sao thái độ? Và không phải chỉ đầy những con người không, mà sẽ có rất nhiều người thịnh vượng, rất nhiều người thịnh vượng. Nhiều người chúng ban phước cho công việc làm ăn của thành công. Và nếu khái tượng này Chúa cho tôi là hội thánh ở đây, quý vị là tín đồ trong hội thánh này, quý vị là thành viên trong hội thánh này, chắc chắn quý vị sẽ nhận. Vì khái tượng Chúa cho chúng ta không phải chỉ mình tôi mà cho tất cả chúng ta. Amen. Cho nên bắt đầu hãy nhìn vào, hãy nhìn những sự chưa có như đã có rồi. Đừng có nhìn thiếu nữa, đừng có nhìn nghèo nữa. Phải nhìn mình một người được Chúa ban cho giàu có thịnh vượng để mình làm một công việc Chúa muốn mình làm. Hành động và đức tin. Và thứ tư là chờ đợi. Thứ nhất là gì? Cầu nguyện. Thứ hai là viết xuống. Thứ ba là hành động và đức tin. Và thứ tư là chờ đợi. Khải tượng của Chúa luôn luôn ứng nghiệm bởi vì đến từ của Chúa. Chúa đấng khởi sự thì Ngài cũng sẽ đấng kết thúc. Còn chúng ta khởi sự, kết thúc không biết được nha. Nếu Chúa khởi sự thì Ngài chắc chắn đã kết thúc. Cho nên đó, chờ đợi. Cho nên chúng ta phải bước đi trong đức tin và nhận rằng thời điểm của Chúa rất là quan trọng. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng vì khải tượng còn phải chờ đến đúng thời điểm ứng nghiệm, nó sẽ nhanh chóng tiến đến chỗ kết thúc, không lừa đảo đâu. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, vì nó chắc chắn sẽ đến, không trì hoãn dỗ dai những cái bên. Nếu nó chậm trễ, hãy chờ đợi, vì nó không trì hoãn đâu. Thấy chưa? Nhiều người chúng ta không biết rằng Chúa khi ta cầu nguyện Chúa chắc chắn trả lời, nhưng mà khi Chúa chưa trả lời chúng ta hồi hộp, chúng ta là sợ hãi, chúng ta lo lắng. Nhưng hãy nhớ này, khi Chúa nói cái gì Chúa luôn luôn làm. Thậm chí Chúa còn nói trong Isaiah đoạn 55 chứ là cái lời mà ta nói ra khỏi miệng của ta đó, cái lời ta nói ra khỏi miệng ta giống như mưa từ trời rơi xuống, tuyết từ trời rơi xuống, nó đượm nhường đất đai, làm cho đất đai trở nên màu mỡ xanh tươi. Tương tự như lời ta nói từ trời rơi xuống chứ không bao giờ đi ngược lại. Giống như mưa từ trời rơi xuống thì không bao giờ mưa đi ngược lên trên trời đâu. Tương tự giống vậy, lời ta nói ra khỏi miệng ta rồi thì nó quá thành gì ta cũng làm. Cho nên bắt đầu hôm nay chúng ta hãy tin những gì Chúa hướng chúng ta, những ước mơ Chúa đặt để chúng ta, những ai trong hội thánh chúng ta mà có ước mơ mình sẽ xây nhà thờ, ok, hallelujah, chắc chắn ước mơ đó sẽ làm thành. Nhưng bắt đầu hôm nay mình làm gì? Mình dân hiến, mình bắt đầu cầu nguyện với Chúa. Cái trung tâm của chúng ta khởi sự từ đâu? Từ dân hiến 5 đồng, 10 đồng, 100 đồng gì đó, dân hiến chúng ta mới có. Tức là phải tự nhiên có đâu. Khi chúng ta bắt đầu dân hiến rồi thì chúng ta sẽ thấy rằng Chúa ban phước. Một điểm rất là đặc biệt tôi thì thấy hầu hết các hậu thánh chung nó ở chỗ thế này là khi mà con cái Chúa giống như hậu thánh đưa ra cái bên chúng ta đầu tiên lúc đó chúng ta qua không có được ai cũng có thì họ được sau này những người đó rất là Chúa ban phước rất là cao đi sao mới. Tại sao Khải Tượng của Chúa? Và khi chúng ta không chỉ cầu nguyện không mà thôi, mình hành động mình chờ, đúng không ạ? Hành động của mình chờ. Truyền đạo đoạn 3 con người của một thánh thế này: ta thấy công việc mà Đức Chúa Trời giao cho con người phải gắng sức làm. Khải Tượng Chúa cho chúng ta phải gắng sức làm. Rồi câu cái tiếp là gì? Mọi việc Đức Chúa Trời đã làm điều tốt đẹp trong thời điểm của nó. Chúng ta gắng sức, chúng ta làm, nhưng mà kết quả tốt đẹp ở trong thời điểm của Chúa. Quay qua một cái bên, gắng sức làm, thời điểm tốt đẹp nằm trong tay Chúa. Ok, amen ha. Còn làm biết thì không được nha. Lời Chúa dạy chúng ta là hãy im lặng trước mặt Chúa và chờ đợi Ngài. Trong khi Chúa chưa làm thì im lặng chờ, cầu nguyện, chờ đợi Chúa, chắc chắn Ngài sẽ làm thành. Ngài đấng ban cho Ngài hãy chờ đợi tìm kiếm đấng ban Khải Tượng và cũng là đấng làm thành Khải Tượng của chúng ta. Amen. Cho nên ngày hôm nay tôi muốn thách thức chúng ta, chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy cái gì sẽ là những điều mà chúng ta nói cho miệng chúng ta. Đó tại sao chúng ta cẩn thận ngôn ngữ của chúng ta rất quan trọng, bởi vì Chúa đã chúng ta tùy theo những miệng chúng ta nói. Chúa nói ta chỉ chính mạng sống cả đời, Chúa chỉ chính mạng sống cả đời. Ta thầy như thế này, ta sẽ đãi cho ngươi tùy theo những gì mà ta nghe ngươi nói. Có nghĩa là Chúa nói là con nói tốt thì con hưởng tốt, con nói xấu thì con hưởng xấu. Và do quý vị là tín đồ của hội thánh chúng ta ở đây, tôi thường nhắc nhở chúng ta là không hát karaoke mà nhạc đời. Tại sao vậy? Đời tôi cô đơn, tôi yêu ai không cô đơn. Rồi bảo đảm cuộc đời quý vị sẽ không những cái tình yêu này. Áo em chưa mặc một lần. Nghe nó dễ sợ không? Thánh ca không hát cái bài đem đau khổ. Tôi không biết cái bài hát nào đó giờ lâu quá tôi không nhớ nữa. Đầu con cái một mình là con cái của Chúa, không hát tình yêu Thiên Chúa dành cho tôi, cho những ai tìm kiếm Ngài. Rồi xong hát như vậy đó, tình yêu của Chúa, ân điển của Chúa, phước hạnh của Chúa dành cho những ai tìm kiếm Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa. Cho nên điều gì chúng ta thấy là sẽ điều chúng ta nói, điều chúng ta sẽ tin và điều chúng ta sẽ hành động, và sẽ là điều chúng ta nhận lấy, chúng ta sẽ hưởng. Amen. Okay. Thứ 5, không nao sờn, không đánh mất đức tin. Không nao sờn, không đánh mất đức tin. Thứ nhất là gì? Cầu nguyện. Thứ hai là dịu xuống. Thứ ba là hành động với đức tin. Đúng rồi, hành động với đức tin ha. Rồi thứ tư là chờ đợi. Và thứ năm là không nao sờn, không đánh mất đức tin. Một trong những điều ma quỷ làm cho chúng ta đó là nó khiến cho chúng ta sợ hãi, đánh mất đức tin mình. Chúng ta đánh mất đức tin, chúng ta đánh mất Khải Tượng. Đánh mất đức tin, đánh mất Khải Tượng, và đánh mất tất cả những gì chúng ta đạt được có thể mất luôn. Nên đây là một điều rất là quan trọng chúng ta. Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng nó sẽ, Khải Tượng chắc chắn sẽ thành, nó sẽ thành hiện thực nếu nó dường như chậm trễ. Nhưng sao? Con hãy chờ đợi. Và cái câu tiếp tiếp ở trong câu 4 cái này: người công chính sẽ sống bởi đức tin. Muốn Khải Tượng chúng ta hành động thành hiện thực, sống bởi đức tin. Sống không sống theo mắt thấy nữa, sống bởi đức tin. Không sống theo cảm xúc nữa, sống bởi đức tin. Bất cứ khi nào chúng ta nhận một điều gì từ nơi Chúa, từ Khải Tượng, lời tiên tri, kẻ thù chúng ta là Sa-tan, nó sẽ làm bất cứ điều gì làm chúng ta thất vọng, chán nản, chúng ta buồn bã, chúng ta tổn thương, thậm chí nó chế nhạo chúng ta, cái khải tượng không được xảy ra. Nhưng mà chúng ta biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn các thần ở thế gian, và Chúa hứa với chúng ta, Đức Chúa ở cùng chúng ta, ai có thể nghịch lại cùng chúng ta. Amen. Cho nên chúng ta hãy tin, đặt cái tin mình nơi Chúa, biết rằng Chúa đến phù hộ mình, Chúa làm ơn cho mình, Chúa sẽ giúp đỡ mình, không có gì đánh bại chúng ta được, không gì cản trở chúng ta được. Và chúng ta hãy nắm vững lấy lời hứa của Chúa, nắm vững lấy khải tượng của Chúa cho mình và cứ tiếp tục chúng ta. Amen. Cho nên bắt đầu hôm nay, hãy cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, năm nay sẽ nằm bước ngoặt cho cuộc đời con. Năm nay là bứt phá cho cuộc đời con. Quý vị, tôi muốn thưa chúng ta này một điều rất là quan trọng. Nếu chị chưa chán những gì quý vị có đó, quý vị chưa bao giờ có thể được. Tại sao chúng ta phải chán cuộc sống này? Nó sao nó bệnh hoạn, nó sao nó buồn bã, nó không có gì tốt mà chúng ta chán này, mà chúng ta mới là Chúa. Cái của Chúa còn phải tốt. Lúc đó chúng ta mới đến cầu nguyện, mới xin Chúa, mới cầu nguyện, mà chúng ta chưa chán cái này đó. Thì chúng ta vừa theo Chúa vừa này, và những người đi 2 ngày thì không nhận được gì nữa Chúa cả. Quay qua người bên, tôi đã chán rồi, tôi đã chơi đủ rồi, tôi chán rồi. Tôi đã chơi đủ rồi, tôi chán rồi. Bây giờ Chúa đâu đi theo khải tượng. Amen. Và chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Cha Chúa yêu, chúng con đến với Ngài này trong danh của Chúa Jesus Christ người Nazareth. Chúng con cảm ơn Ngài vì ân điển của Ngài dành cho cuộc đời chúng con, cảm ơn sự thương xót của Ngài dành cho cuộc đời chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đối xen chúng con và Ngài có những chương trình tốt lành thịnh vượng cho đời sống chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài luôn luôn có những điều mà vượt xa ngoài chúng con ước mơ và cầu xin. Hôm nay sáng nay chúng con cầu nguyện cho dân sự Chúa trong buổi sáng này. Chúa ơi, con cầu nguyện Ngài đem khải tượng đến trên từng con người một, khải tượng về cuộc đời của họ, khải tượng về tương lai của họ, khải tượng về điều gì họ làm cho Ngài. Con dân dân Chúa xin cầu nguyện điều này trở thành hiến tâm trên đời sống từng người một, và không một ai chúng con không nhận được khải tượng từ đời Chúa. Con cảm ơn Chúa. Hallelujah. Thế nơi cái này con cầu nguyện này, xin Ngài dẫn nắm tay dân sự của Ngài, những ai đã có khải tượng Ngài dẫn họ đến nơi mà Ngài đã định sẵn cho họ, hoàn thành khải tượng mà Ngài đã hứa với họ. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu, con muốn quyết Chúa thanh tẩy tâm trí của dân sự Chúa như này, để tâm trí họ bắt đầu không còn bị phân tâm, bị sao lãng và bất cứ điều gì, nhưng mà tâm trí họ được mở ra để nhận biết những gì mà Chúa mặc khải cho mình bắt đầu hôm nay trong danh của Chúa. Còn nhân danh Chúa cầu nguyện những ai chúng con đã được Chúa hứa, nhưng mà ngày hôm nay họ nản lòng, ngày hôm nay họ thất vọng bởi vì những cái chuyện để xảy ra trên đời sống của họ, họ bị tổn thương. Nhưng hôm nay Chúa con cầu nguyện Ngài chữa lành tấm lòng của họ, Ngài chữa lành như vậy. Con công bố huyết của Chúa Giêsu thanh tẩy tấm lòng của họ, chữa lành vết thương lòng của họ như vậy, để họ không bị phân tâm nữa, nhưng mà hướng về Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin của mình. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cầu nguyện buổi sáng hôm nay thưa Chúa, cho những ai chúng con nghe sứ điệp này trên online và những người đang có mặt tại đây, họ thiếu thốn điều gì, họ gặp khó khăn điều gì, họ đang nợ nần điều gì, hay bất cứ điều gì trong đời sống của họ, họ đang bình tâm điều gì, thì Chúa ơi, hôm nay khi họ có khải tượng từ nơi Chúa, họ sẽ rút thoát khỏi những điều đó. Con cảm ơn Ngài. Không còn những điều này không còn cầm giữ họ nữa, nhưng mà họ bước vào trong lộ trình mà Chúa dành sẵn cho họ. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Thành lời của con nguyện hôm nay, có con nguyện chúng con hôm nay, ai con là bị ma quỷ cầm buộc chúng con, xin xích chúng con trong bất cứ điều gì, ngày hôm nay là ngày họ được tự do, ngày hôm nay là ngày họ được giải phóng, vì Chúa xuống đến để giải phóng họ, Ngài đến để ban họ sự tự do. Con cảm ơn Ngài. Hallelujah. Con cầu nguyện Chúa trong buổi sáng này, thưa Chúa, những ai cho chúng con tại đây bắt đầu có những vấn đề trong gia đình, con cái, vợ chồng, tài chính, bất cứ gì, nhân danh Chúa xin cầu nguyện Chúa mở mắt họ, họ đầu đếm những con sao và Chúa dành sẵn cho họ, con sao gì mà họ đang trông đợi nơi Ngài, con sao về con cái, con sao về gia đình, con sao về công việc hầu việc Chúa. Bắt đầu hôm nay Chúa ơi, cho họ đến con sao này, họ đến con sao này. Chúa ơi, Ngài là Đức Chúa Trời, đấng ban khải tượng cho người thật là trẻ tuổi, giống như là Samuel, giống như là David. Ngài đấng ban khải tượng cho người già lớn tuổi, giống như là Caleb lúc 85 tuổi rồi có khải tượng. Chị Chúa ơi, như này con cầu nguyện không phân biệt bất cứ ai, con có mặt tại đây, những ai đang online, Chúa ơi, ban cho họ khải tượng để họ chiếm lấy những gì mà Ngài hứa cho họ. Con cảm ơn Ngài. Bởi vì Ngài hứa không chỉ cho họ mà cho dòng dõi của họ. Nhân danh Chúa Giêsu con tuyên bố điều này và đứng trước điều này bắt đầu ngày hôm nay để thinh thành tuyên bố đời sống dân sự của Ngài, và không có gì cản trở họ để nhận Khải Tượng Chúa và hoàn thành Khải Tượng này để cho họ. Con cảm ơn Ngài. Con hiện nhau cầu nguyện trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.